Xin chào các em, hôm nay chúng ta sẽ nói về bệnh đại thảo đường. Thì đây là cái video anh cập nhật cái tiêu chuẩn chẩn đoán và điều trị đại thảo đường năm 2023 của Hiệp hội Đại thảo đường Hoa Kỳ. Thì cũng gần 8 năm kể từ khi mà anh làm cái video đầu tiên về đại thảo đường năm 2015. Và trong vòng 8 năm vừa rồi thì có rất là nhiều cái sự thay đổi. Thì những cái bệnh lý nào mà nó phổ biến À, những cái bệnh lý nam người ta cần nhiều thuốc á, thì thường là các cái công ty dược người ta đầu tư rất là nhiều vào để mà nghiên cứu. Cho nên trong vòng 8 năm vừa rồi á, có rất là nhiều các cái loại thuốc mới nó ra đời và cũng có rất là nhiều các cái nghiên cứu mới và từ đó nó làm thay đổi rất là nhiều các cái à phác đồ điều trị cho bệnh nhân bị đại thầu đường. Thì chúng ta có đây là cái phác đồ điều trị vào năm 2015 và đây là cái phác đồ điều trị vào năm 2023 thì nó rất là thay đổi cái video đầu tiên này á, là video chúng ta nói về định nghĩa đại thảo đường và cả cái thể của bệnh lý đại thảo đường. Thì đại thảo đường là gì? Đại thảo đường đây là một cái bệnh lý rối loạn chuyển hóa của carbon hydrate hay còn gọi là đường hay nói chính xác hơn là glucose và nó sẽ dẫn đến là đường trong máu của bệnh nhân tăng lên rất là cao. Thì như chúng ta học về sinh hóa thì cái hormone mà quan trọng nhất trong điều hòa quá trình chuyển hóa đường huyết đó chính là insulin nhiệm vụ của insulin là nó giúp đưa glucose vào bên trong tế bào, rồi thông qua các cái à, chu trình phân hủy glucose, nó sẽ tạo ra năng lượng. Những cái glucose mà còn thừa thì nó sẽ được tổng hợp thành triglyceride và nó sẽ đến dự trữ tại mô mỡ. Và chúng ta có hai nguyên nhân dẫn đến cái rối loạn chuyển hóa carbon hydrate Từ đó dẫn đến là đường máu nó tăng cao. Nguyên nhân thứ nhất đó là tùy nó không tổng hợp được insulin insulin thì nó được à, tổng hợp ở tùy và vì một lý do nào đó trong hầu hết các trường hợp á thì đó là nguyên đó là do nguyên nhân từ miệng thì cơ thể của bệnh nhân sẽ có những cái từ kháng thể nó kháng lại những cái thành phần khác nhau của tùy nội tiết nó sẽ phá vỡ tùy nội tiết và làm cho tùy nội tiết không tổng hợp được insulin lúc này á sẽ không có insulin và sẽ không có cái cái chất xúc tác nào có thể đưa glucose vào bên trong tế bào được nữa toàn bộ glucose mà bệnh nhân ăn vào nó sẽ đồng lại ở trong mẫu và làm cho đường mẫu của bệnh nhân tăng lên cao. Thì nguyên nhân vì sao nó xuất hiện những cái từ kháng thể này thì chúng ta vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ. Nói chung thì thường là người ta đề cập tới các cái yếu tố về môi trường. Ví dụ như do bệnh nhân là tiếp xúc với một vài cái yếu tố môi trường nào đó, nó sẽ dẫn đến cái sự hình thành của các cái từ kháng thể. Nói chung thì chúng ta không biết được. Tuy nhiên thì các em cần nhớ một điều đó là cơ thể của chúng ta nó có cái khả năng bù trừ rất là lớn. Có nghĩa là khi mà các cái đạo tùy bị phá hủy thì các cái tế bào còn lại nó có thể thay thế những cái tế bào bị phá hủy để tổng hợp insulin. Tức là ý anh nói ở đây đó là đạo tùy nó phải bị phá hủy đến một mức độ nào đó thì bệnh nhân mới biểu hiện các cái triệu chứng của tăng đường huyết. Và cái quá trình <laughs> phá hủy đạo tùy do từ miệng này á, nó có thể diễn ra nhanh hoặc là nó có thể diễn ra chậm nếu như mà nó diễn ra nhanh á, thì toàn bộ các cái tế bào beta của đạo tùy á, nó sẽ bị phá hủy trong thời gian ngắn lúc này thì bệnh nhân sẽ biểu hiện bệnh lý đại tháo đường rất là sớm có thể là thời kỳ thơ ấu thời kỳ dày thi hoặc là thời kỳ người lớn nhưng mà nói chung thì thường là họ sẽ biểu hiện tiêu chứng dưới 40 tuổi. Và thường là cả cái tiêu chứng nó, nó biểu hiện rất là rầm rộ, tại vì cả cái tế bào này nó, nó bị phá hủy một cách rất là nhanh. Thì à, nếu như mà trong trường hợp như thế này, á, thì người ta gọi là bệnh đại thảo đường tiệp 1. Nếu như mà cái quá trình phá hủy đạo tùy do từ miệng này nó diễn ra chậm, nghĩa là cả cái tế bào beta của đạo tùy nó bị phá hủy một cách chậm chạp từ từ, thì thường là bệnh nhân sẽ không có biểu hiện triệu chứng trong một thời gian dài. Lúc này thì thường là bệnh nhân sẽ biểu hiện triệu chứng muộn, thường là 6 40 tuổi. Thì về mặt cơ chế bệnh sinh thì nó giống ý chang như là đại thảo đường tiệm 1 nhưng mà chúng ta không gọi là đại thảo đường tiệm 1. Chúng ta gọi là uh, latent autoimmune diabetics in adults. Thì cái chữ latent này có nghĩa là tiêm tám, uh, chậm chạp. Um, cho nên cái, cái, cái chữ Latin tên Diabetes in Adults này Thì mình dịch ra là Đại thảo đường uh, Từ miệng uh, Tiêm tàng ở người lớn Và người ta viết tắt là chữ Lada um, Tuy nhiên các em để ý là Về mặt cơ chế bình sinh Thì đại thảo đường tiệp 1 Và đại thảo đường uh, tiệp Lada này Thì nó không có khác nhau là mấy Và về mặt điều trị Thì nó cũng không khác nhau là mấy chúng ta cũng sẽ phải điều trị bằng insulin cho bệnh nhân. Cho nên ADA người ta có xu hướng là người ta gộp hai bệnh lý này lại với nhau và người ta đặt tên cho nó là đại thảo đường tiếp 1. Tuy nhiên người ta không muốn xóa đi cái, cái, cái định nghĩa này. Người ta vẫn muốn giữ cái định nghĩa này. Mục đích là để nhận mạnh cho mọi người biết đó là cái cơ chế phá hủy của tùy thì nó có thể diễn ra nhanh hoặc là nó có thể diễn ra chấm. Và đại thảo đường à, do nguyên nhân từ miễn vẫn có thể xảy ra ở người lớn. À, và người ta gọi cái đại thảo đường thể la đa này á, là đại thảo đường tiếp 1.5. Nếu như mà vì một cái nguyên nhân khác không phải nguyên, do nguyên nhân từ miệng mà tùy vì nhân vẫn bị phá hủy á, thì nó cũng có thể à, dẫn đến đại tháo đường. Một cái nguyên nhân thứ hai à, nó cũng có thể dẫn đến là cả cái đạo tùy của bệnh nhân bị phá hủy À, đó là ở những cái bệnh nhân bị viêm tùy mạng chẳng hạn tế bào của bệnh nhân nó không phải là nó bị phá hủy do từ miệng mà nó bị phá hủy là do bệnh nhân bị viêm tùy mạng thường gặp là ở những cái người mà dùng nhiều rượu bia nha, thì nó cũng sẽ sẽ phá hủy tùy của bệnh nhân ở Mỹ thì có một cái bệnh gọi là bệnh sơ nang tiếng Anh gọi là cystic fibrosis thì nó cũng có thể gà, dẫn đến cái tình trạng là thương tổn tùy mạng tính hoặc là một cái trường hợp thứ ba đó là một cái bệnh nhân bị viêm tụy cấp thôi chẳng hạn. Chẳng hạn như họ bị một cái đợt viêm tụy cấp nhưng mà quá nặng nó dẫn đến là toàn bộ tụy của họ là bị phá hủy luôn thì nó cũng có thể dẫn đến đại tháo đường. Thì các em nhớ cái đặc điểm của đại tháo đường trong trường hợp đây là ở đấy thì không những cái tế bào beta của đảo tụy nó bị phá hủy mà cả cái tế bào alpha hoặc là cả cái tế bào delta nó cũng bị phá hủy Tức là khác với đại thảo đường tiếp 1 thì nó chỉ ảnh hưởng tới cái tế bào beta của đạo tùy thôi. Thì trong cái đại thảo đường mà do nguyên nhân tùy bị phá hủy như thế này thì tế bào alpha, tế bào delta nó cũng bị, bị phá hủy và tế bào alpha là cái tế bào mà nó tiết ra, glucagon. Cho nên trong trường hợp này, à, à, bệnh nhân cũng không có glucagon luôn. Mà glucagon thì đây chính là một cái hormone đổi nghịch của insulin nghĩa là nó là một cái hóc môn để mà giúp tăng đường mẫu vì lý do này cho nên là việc điều trị đại thảo đường ở những cái bệnh nhân này thường nó rất là khó khăn vì thông thường những cái bệnh nhân như thế này thì rất là khó để mà, mà kiểm soát đường huyết bởi vì thường những, thường mà chúng ta điều trị những cái bệnh nhân mà bị đại thảo đường do nguyên nhân tùy như thế này thì thường là chúng ta sẽ sử dụng insulin nếu như mà một vị, vì một cái lý do nào đó mà đường mẫu của bệnh nhân nó bị tụt chẳng hạn đối với đại tháo đường tiếp 1 á, thì vẫn có glucagon cho nên glucagon nó sẽ kéo đường của bệnh nhân lên. Nhưng mà trong trường hợp chẳng hạn như bệnh nhân bị viêm tụy mạng, không có glucagon thì nó sẽ không có cái gì để kéo cái glucose của bệnh nhân lên hết. Cho nên cái tình trạng hạ đường huyết của bệnh nhân nó sẽ rất là tồi tệ. Và thông thường khi mà em điều trị bệnh nhân bị đại tháo đường mà bệnh nhân bị hạ đường huyết thì em sẽ phải giảm liều insulin. Mà giảm liều insulin thì lại không kiểm soát được đường đường máu. Cho nên chung quy lại, thì khi mà bệnh nhân bị cái đại thảo đường do nguyên nhân tùy như thế này, á, thì chúng ta cứ gặp một cái vòng tròn. Em mà tăng insulin lên á, thì à, bệnh nhân hạ đường mẫu, còn em mà giảm insulin thì bệnh nhân tăng đường mẫu. Cho nên bệnh nhân bị viêm tùy mạng, cái đại thảo đường, nó rất là khó điều trị bởi vì em rất là khó điều chỉnh insulin. Và một cái điểm khác biệt thứ hai nữa, liên quan tới à, bệnh lý đại thảo đường liên quan tới các nguyên nhân do tụy đó là trong trường hợp mà bệnh tụy bị phá hủy như thế này á thì không những tụy nội tiếng mà cả cái tụy tụy ngoài tiếng nó cũng bị phá hủy luôn cái chức năng của tụy nguồn tụy ngoài tiếng là nó tiết ra các cái enzyme để mà à, tiêu hóa thức ăn và trong trường hợp bệnh nhân bị à, bệnh lý tụy như thế này thì tụy ngoài tiếng nó bị à, thương tổn và bệnh nhân sẽ sẽ không có được các cái enzyme để mà, mà tiêu hóa thức ăn bệnh nhân sẽ bị rối loạn tiêu hóa và thông thường cái triệu chứng mà thường gặp đó là đi cầu phân mỡ và điều trị trong trường hợp này chúng ta sẽ cho bệnh nhân bên cạnh insulin thì chúng ta phải điều trị bằng bằng men tụy nữa gọi là pancreatic enzyme và cái thuật ngữ tiếng Anh của cái viêm tụy đại thảo đường do nguyên nhân tụy như thế này người ta gọi là pancreatic diabetics, nghĩa là đại thảo đường do tụy hoặc là một số tài liệu người ta còn gọi là Diabetics in the Context of the Disease of the Exocrine Pancreas. Thì mình dịch sang tiếng Việt là Đại Thảo Đường trong bối cảnh của bệnh lý tùy ngoại tiết. Và Đại Thảo Đường này thì người ta xếp là Đại Thảo Đường tiếp 3C. Như vậy đó là những cái trường hợp mà bệnh nhân bị tăng đường máu do khiếm khuyết tổng hợp insulin. <laughs> Có một cái vấn đề nữa liên quan tới đại tháo đường tiệp 1 đó là à, à, vấn đề liên quan đến các cái từ kháng thể. Thì anh có nói ở trên cho các em đó là trong hầu hết các cái trường hợp của đại tháo đường tiệp 1 á, thì nguyên nhân thường là do từ miệng. Sẽ có những cái từ kháng thể nó đánh vào những cái thành phân khác nhau của tuyến tùy nội tiết và từ đó làm giảm tiết insulin. Thì cái thể này người ta gọi là immune mediated Diabetes tức là đại thảo đường do nguyên nhân từ miệng. Thì những cái kháng thể mà liên quan đến đại thảo đường tiếp mô gồm có những cái từ kháng thể như là từ kháng thể GAT65, tức là việc tắc của glutamic acid decarboxylase. Người ta việc tác là GAT65, hoặc là kháng thể kháng insulin, hoặc là kháng thể kháng tyrosine phosphatase, islet uh, antigen 2 mà mình hay việc tắt là ia 2 uh, và ia 2 beta và cả cái kháng thể kháng uh, gene transporter A, tức là kháng thể kháng kinh vận chuyển kèm số 8. thì sự xuất hiện của những cái từ kháng thể này được xem như là một cái yếu tố nguy cơ của của đại thao đường tiệp 1. và cũng có một cái thể đại thao đường tiệp 1 thứ hai người ta gọi là idiopathic type 1 diabetes người ta gọi là đại thao đường tiệp 1 thể vô căn nghĩa là bệnh nhân bị bệnh nhân được chẩn đoán đại thao đường tiệp 1, nhưng mà khi em định lượng cả cái kháng thể này thì nó âm tính tức là chúng ta không có bằng chứng từ miệng thì thông thường á, nếu như mà cả cái kháng thể mà nó dương tính á, thì mình gọi là đại thảo đường tiệp 1A và cả cái kháng thể nếu như mà nó ấm tính thì mình gọi là đại thảo đường tiệp 1B và cái tiệp 1A này thì thường là thịnh hành hơn so với đại thảo đường tiệp 1B. Trường hợp thứ hai nó có thể dẫn đến cái rối loạn chuyển hóa carbon hydrat đó chính là cái tình trạng đề kháng insulin người ta gọi là insulin resistance. Đề kháng insulin có nghĩa là insulin nó vẫn có, tuy vẫn tiết ra insulin. Nhưng mà cái tế bào của chúng ta đề kháng lại với insulin, không đáp ứng lại với insulin, cho nên glucose nó không vào được bên trong tế bào và dẫn đến cái tình trạng trạng tăng tiết glucose máu. Và trong trường hợp này người ta gọi là đại thảo đường tiếp 2. Và bây giờ chúng ta sẽ đặt ra câu hỏi là vì sao có cái tình trạng đề kháng insulin? Thì cái cơ chế nó khá là phức tạp nhưng mà thường thì anh dạy cho sinh viên đó là trong cơ thể của mình á, thì cái gì mà thiếu á, thì nó sẽ tăng nhạy cảm mà cái gì mà thừa á, thì nó sẽ dẫn đến đề kháng. Đó là quy luật đang diễn ra trong cơ thể của mình. Thừa là sao? Thừa có nghĩa là nếu như một bệnh nhân họ ăn nhiều hơn họ ăn nhiều đường hơn so với cái nhu cầu cơ thể của họ thì nó sẽ dẫn đến cái sự đề kháng. Anh sẽ lấy một cái ví dụ Ví dụ như các em ăn một ngày là 10 đơn vị đường chẳng hạn, nhưng mà các em tập thể dục thể thao vận động tích cực một ngày, mỗi ngày, và các em cũng đốt 10 đơn vị đường, thì như thế thì các em sẽ có được một cái sự cân bằng và các em à, không có cái tình trạng đề kháng. Nhưng mà ví dụ như chị Á, chị này rất là lười vận động, Mỗi ngày thì chị, chỉ đột được là khoảng 5 đơn vị đường thôi, nhưng mà chị lại ăn rất là nhiều đặc biệt là các cái thức ăn chữa đường, mỡ và năng lượng. Thì thay vì là ăn 5 đơn vị đường thì mỗi ngày chỉ ăn 20 đơn vị đường trong cơ thể. Như vậy thì chị Á chỉ ăn quá nhiều so với cái nhu cầu của cơ thể của chị. Thì cơ thể của chị lúc đầu có thể dung nạp được bằng cách là tùy sở tiện ra nhiều insulin hơn để mà xử lý cái lượng năng lượng này. Nhưng mà khi có quá nhiều insulin lưu hành theo thời gian thì tế bào của chị Á sẽ thích nghi bằng cách đó là đề kháng lại với insulin để nhằm hạn chế bớt cái lượng glucose đi vào bên trong tế bào của, của, họ và nó sẽ gây ra cái tình trạng đề kháng insulin. Cho nên nói tóm lại, nếu như mà một bệnh nhân họ ăn quá nhiều carbon hydrate, vượt qua cái nhu cầu cơ thể và nếu cái quá trình này diễn ra trong thời gian dài, nó sẽ dẫn đến cái tình trạng đề kháng insulin. Và cái sự đề kháng insulin chẳng quá là một cái sự thích nghi của cơ thể trước cả cái thói quen sinh hoạt của của con người mà thôi nha các em hiểu vấn đề chưa bây giờ có thêm một điều nữa mà anh cũng muốn nhấn mạnh bởi vì sinh viên hay hay nhầm lẫn đó là khi nhắc về kỹ thuật ngữ đề kháng insulin thì sinh viên nghĩ là insulin hoàn toàn không làm được việc thì cái này là sai thì em cần hiểu ở đây cái chữ đề kháng insulin có nghĩa là đề kháng tương đối. Đề kháng tương đối có nghĩa là insulin nó vẫn hoạt động. Nhưng mà tại vì cái tế bào nó đề kháng với insulin cho nên chúng ta cần nhiều insulin hơn để có thể tạo ra được cùng một đạp ứng sinh lý như bình thường. Ánh lại ví dụ, bình thường á là cơ thể của chúng ta cần một cái đơn vị insulin để đẩy một cái phân tử glucose vào bên trong tế bào thì trong trường hợp đề kháng insulin có nghĩa là bệnh nhân có thể sẽ phải cần đến 3 đến 4 đơn vị insulin mới có thể đẩy được một cái, cái đơn vị đường vào bên trong tế bào như vậy người ta gọi là đề kháng insulin cho nên anh nói đơn giản đề kháng insulin là gì đề kháng insulin thì không thì insulin không làm được việc nhưng mà rất nhiều insulin sẽ làm được việc nha và À, cái định nghĩa đề kháng insulin đó là một cái, cái quá trình đề kháng tương đối có nghĩa là cần nhiều insulin hơn để cung tạo ra một đáp ứng sinh lý em hiểu vấn đề chưa và khi mà các em hiểu như thế này rồi chúng ta sẽ suy ra được ba vấn đề vấn đề thứ nhất đó là tình trạng đề kháng insulin đây là một cái quá trình có thể đảo ngược được Tức là anh lại ví dù Lại bị dù chị A ở trên Thì bình thường á, là chị A ăn là 20 đơn vị đường Và chị chỉ đột 5 đơn vị đường thôi Và chị sẽ bị đề kháng với insulin Và bây giờ chị phải cần tới 3 cho tới 4 đơn vị insulin Mới có thể đẩy được một cái đơn vị đường vào bên trong tế bào của chị Và chị được chẩn đoán là đại tạo đường tiếp 2 Thì câu hỏi đặt ra là quá trình này nó có đảo ngược có thể đảo ngược được lại hay không? thì câu trả lời là có. thì anh tiếp tục cái ví dụ, bây giờ là chị á chị nhận ra là chị ăn quá nhiều năng lượng so với nhu cầu của mình như thế này là không tốt, chị bắt đầu ăn ít lại, mỗi ngày là chị ăn 10 đơn vị đường thôi và uh, chị cũng tăng cường vận động thể dục. À, và mỗi ngày á, thì thay vì chỉ đột 5 đơn vị đường như trước đấy thì bây giờ chị A đột 12 đơn vị đường nghĩa là bây giờ chị A sẽ tiêu thụ nhiều đường hơn so với so với cái, cái lượng lượng năng lượng mà chị tiêu thụ thì theo em á, là về lâu về dài thì nó sẽ dẫn đến quá trình gì như anh nói thì trong cơ thể mình thừa thì nó sẽ dẫn đến đề kháng, thiếu thì nó sẽ dẫn đến nhạy cảm thì nếu mà cái quá trình này diễn ra trong thời gian dài chị A sẽ sẽ giảm được cân nắng và nó có thể đảo ngược lại cái quá trình đề kháng với insulin, tế bào của chị sẽ sẽ nhạy cảm với insulin hơn. Cho nên có thể nói cái quá trình đề kháng insulin là một cái quá trình có thể đảo ngược lại được nha. Và từ kỳ cái, cái, cái mà đề kháng insulin có thể đảo ngược lại được này chúng ta lại suy ra hai vấn đề khác thứ nhất đái tháo đường tiếp 2 người ta gọi là bệnh nhưng mà thực ra nó là một cái định nghĩa khi người ta thấy đường máu của họ tăng lên quá cao và đây là một bệnh hoàn toàn có thể được điều trị lành mà không cần dùng thuốc và điều thứ hai nữa đó là trong tất cả các cái trường hợp được chẩn đoán đại tháo đường tiếp 2 điều trị đau tay vẫn là thay đổi lối sống bệnh nhân thực hiện một cái chế độ ăn ít đường và bột và áp dụng một chế độ tập thể dục thường xuyên à, nguyên tắc chúng đó là làm sao để bệnh nhân ăn một cái chế độ ăn ít năng lượng hơn so với nhu cầu hàng ngày của họ và đây là một cái quá trình lâu dài và và cần sự kiên nhẫn nha thì đó là những cái cái vấn đề à, à, anh muốn các em nắm một vấn đề tiếp theo đó là khi mà bệnh nhân xuất hiện cái tình trạng đề kháng với insulin á, thì bệnh nhân có bị đại tháo đường tiệp 2 ngay lập tức hay không? Thì để chẩn đoán đại tháo đường tiệp 2, á, chút nữa chúng ta sẽ nói về cả cái tiêu chuẩn chẩn đoán. Nhưng mà nói đơn giản là mình phải chứng minh được đường mẫu của bệnh nhân tăng lên trên một cái ngưỡng nào đó thì mình mới chẩn đoán bệnh nhân bị bị đại tháo đường. Thì câu hỏi này mình có thể hiểu đó là gì? Đó là có phải là khi mà bệnh nhân xuất hiện cái tình trạng đề kháng insulin thì đường mẫu của bệnh nhân nó sẽ tăng lên ngay lập tức hay không? Câu trả lời là không. Thì trong cơ thể mình thì thường là tạo họa tạo ra những cái cơ quan trong cơ thể của mình nó rất là khỏe mạnh và khả năng bù trừ của nó rất là tuyệt vời. Điều này có nghĩa là trong một cái tình huống bình thường á, thì một cái cơ quan á, nó chỉ cần hoạt động chừng khoảng 20 cho tới 30% công suất của nó là nó có thể đáp ứng được cái nhu cầu hoạt động của cơ thể. Và tùy nó cũng không phải là ngoài lệ. Điều này có nghĩa là nếu như một bệnh nhân xuất hiện cái tình trạng đề kháng với insulin, ở đây người ta biểu hiện bằng cái cái đường màu tím như thế này. Ví dụ như là đề kháng theo tỷ lệ 2:1 chẳng hạn, nghĩa là bình thường một đơn vị insulin thì đẩy được một đơn vị đường vào bên trong tế bào thì bệnh nhân này hai đơn vị insulin mới có thể đẩy được một cái đơn vị đường vào bên trong tế bào. Thì theo các em á, là tùy bệnh nhân nó có đứng yên hay không? Câu trả lời là không. Tùy bệnh nhân dị nhiên sẽ sẽ tăng gấp đôi công suất, tiết ra gấp đôi cái lượng insulin, mục tiêu là để giữ cho nồng độ đường nó nó sẽ uh, duy trì một cách ổn định nha. Ở đây em thấy là nếu mà có cái tình trạng đề kháng insulin đi lên như thế này thì tùy của bệnh nhân sẽ tăng tiết insulin để bù trừ cho 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 cái tình trạng đề kháng insulin đó. Và khi mà cái tình trạng đề kháng insulin nó càng ngày càng tăng thì tùy nó cũng sẽ càng ngày càng tiết nhiều insulin hơn để mà bù trừ cho cái tình trạng trạng đề kháng insulin. Và nhờ cái quá trình bù trừ tuyệt vời như thế này của tùy, đường mọc của bệnh nhân được biểu hiện là bằng màu xanh dương như thế này thì nó sẽ được duy trì ổn định trong một thời gian dài. Tuy nhiên, khi mà tùy nó tăng công suất hoạt động lên như thế này trong một thời gian dài, thì theo các em, á, nó chuyện gì nó sẽ xảy ra đối với tùy? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu như em cho một cái cơ quan nào đó trong cơ thể hoạt động tăng gấp đôi quán hoạt động tăng gấp đôi công suất của nó trong một thời gian dài thì câu trả lời nó sẽ nó sẽ bị suy cơ chế thì nó cũng giống như là suy tim chẳng hạn ví dụ như một bệnh nhân mà bị tăng huyết áp lâu ngày tim tăng có bóp thì cuối cùng tim nó cũng sẽ bị suy các em hiểu vấn đề chưa nên em mà cho tùy nó tăng gấp đôi hoạt động tăng gấp hoạt động gấp đôi công suất thì về lâu về dài nó cũng sẽ bị suy và nếu như mà tùy bị suy thì nó sẽ dẫn đến điều gì điều bị suy thì nó sẽ dẫn đến là tùy sẽ sẽ giảm tiết insulin và khi mà tùy giảm tiệc insulin, thì nó sẽ không đủ insulin để mà bù trừ cho cái tình trạng đề kháng insulin nữa. Nha, các em thấy rõ ở đây. Và khi mà tùy nó giảm xuống một ngưỡng nào đó, thì đường mẫu của bệnh nhân nó sẽ, nó sẽ bắt đầu tăng từ từ lên. Sáng cái video tiếp theo là chúng ta sẽ nói về cái tiêu chuẩn chẩn đoạn đã theo đường. Nhưng mà khi mà đường mẫu đổi của bệnh nhân, nó tăng trên cái ngưỡng là 6.1 mmol trên lít hay là 100 mg trên decilit thì lúc này người ta gọi là bệnh nhân bị tiên đại thảo đường tức là pre-diabetics Ở đây người ta ghi cái chữ là IGT tức là impaired Glucose Tolerance tức là rối loạn dung nạp glucose Thì khi mà đường mẫu nó tăng trên cái ngưỡng 6.1 nó bắt đầu tăng lên, trên đa tăng lên nó tăng lên trên 6.1 thì người ta gọi là bệnh nhân bị, bị tiền đại thảo đường thì điền, tiền đại thảo đường á, đấy không phải là một bệnh lý nó chỉ là một cái định nghĩa khi mà đường mẫu của bệnh nhân nó vượt trên cái ngưỡng này mà thôi thì khi mà đường mẫu nó vượt trên cái ngưỡng này á, nó như là một cái lời cảnh báo nó cho bệnh nhân biết hai vấn đề vấn đề thứ nhất đó là họ có cái tình trạng đề kháng insulin và vấn đề thứ hai là tùy của họ đang ở giai đoạn suy và nó đang giảm tiệc insulin và đường của đường máu của họ đang trên đà là tăng lên và khi mà cái đường máu trên 6.1 mmol trên lít như thế này thì nó cảnh báo cho bệnh nhân là nếu như mà người đó tiếp tục với cái lối sống như cũ nghĩa là vẫn ăn uống không cẩn thận lười vận động béo phí thì tùy của bệnh nhân sẽ tiếp tục suy và đường của bệnh nhân sẽ tiếp tục tăng và nó sẽ tăng khi mà nó tăng trên cái ngưỡng là 7 mmol trên lít, tức là 126 mg trên dl thì lúc đó chúng ta sẽ chẩn đoán bệnh nhân là là bị đại thảo đường. Các em hiểu vấn đề chưa? Cho nên không phải là khi mà xuất hiện cái sự đề kháng insulin thì bệnh nhân sẽ bị đề kháng à, không phải là khi mà xuất hiện cái tình trạng đề kháng insulin thì bệnh nhân sẽ được chẩn đoán đại thảo đường ngay lập tức cái quá trình mà từ khi mà xuất hiện cái sự đề kháng insulin cho đến khi mà bệnh nhân được chẩn đoán đái tháo đường thì có thể kéo dài đến tới từ 10 cho tới 20 năm. Và trong rất là nhiều bệnh nhân, cái quá trình mà tùy nó tiếp tục suy như thế này, nó sẽ vẫn tiếp tục diễn ra. Và đến một cái giai đoạn nào đó, tùy của bệnh nhân nó sẽ sẽ bị kiệt sức và tùy của bệnh nhân sẽ không tiệc được insulin nữa nghĩa là nó cũng không khác gì so với đái tháo đường tiệp 1. Và thường là những cái trường hợp như thế này là cái tình trạng đề kháng insulin của bệnh nhân nó nó rất là nặng. Thường là bệnh nhân rất là béo phì, tùy nó kiệt sức. Cho nên trong những cái trường hợp này điều trị thường rất là khó khăn và trong hầu hết các cái trường hợp là bệnh nhân sẽ phải cân đến cân đến insulin như trong đái thảo đường tiệp 1 nha. Cái hình dưới này nó vẽ rõ hơn cho các em là đến giai đoạn cuối, tùy bệnh nhân hầu như là không tiệt được insulin nữa và bệnh nhân hầu như trong điều trị thì chúng ta phải cần đến insulin y chang như trong đại thổ đường tiệp 1. Cho nên, trên lắm sáng thì thường thầy cô sẽ hỏi thí các em là các em hãy định nghĩa đại thổ đường tiệp 2. Thì thông thường, cứ hỏi 10 sinh viên thì 9 sinh viên sẽ trả lời đại thổ đường tiệp 2 là tình trạng tăng đường mẫu do đề kháng insulin nếu như mà em định nghĩa như thế thì không sai, nhưng mà nó không có đầy đủ. Thì đề kháng insulin chỉ là điều kiện cần, nhưng mà mình cần cái điều kiện đủ đó là phải có tùy giảm tiệc insulin nữa. Cho nên cái định nghĩa chính xác nhất của đại thao đường tiếp 2 đó là cái tình trạng tăng đường huyết do thay đổi từ tình trạng đề kháng insulin chiếm ưu thế đến giai đoạn là thiếu hụt insulin chiếm ưu thế. Đây chính là cái định nghĩa chính xác của của đái tháo đường tiếp 2. Nó nhận mạnh cả hai điều. Đó là đề kháng insulin và thiếu hụt insulin. Nha, các em hiểu vấn đề chưa? Và một cái vấn đề thứ ba chúng ta suy ra. Nha, các em hiểu rồi nhưng mà đó chính là insulin cũng cũng dùng để mà để điều trị trong đái tháo đường tiếp 2. Thì lúc mà anh dạy bên Việt Nam thì nhiều sinh viên khi mà học về cái cơ chế bệnh sinh của đại tháo đường tiếp 2 thì nghĩ là uh, bệnh nhân bị đại tháo đường tiếp 2 nghĩa là cơ thể của họ đã đề kháng với insulin rồi. Thì trong quá trình điều trị chủ yếu là chúng ta dùng thuốc uống thôi. Ví dụ như là cả cái thuốc giúp cải thiện cái sự đề kháng insulin thôi. Chứ insulin nó nó không có cái vai trò gì trong điều trị đại thảo đường tiếp 2 cả. Vì dụ sao là insulin nó, nó cũng không làm được việc rồi. Nhưng mà cái câu trả lời đó là Insulin vẫn là cái thuốc được điều trị. Insulin vẫn là cái thuốc được chỉ định thường xuyên trong trường hợp bệnh nhân bị đại thảo đường tiệp hái. Đó là lý do tại vì sao trong định nghĩa của đại thảo đường tiệp hái là người ta thêm vào cái chữ thiếu hụt insulin chiếm ưu thể là để mà giúp cho họ là nhận mạnh điều này. Thì rất là nhiều bệnh nhân đại thảo đường tiệp hái khi mà sử dụng thuốc uống, khi mà tới một cái giai đoạn nào đó thì nó sẽ không còn hiệu quả nữa và lúc đó họ sẽ phải cân đến cần đến insulin thì như anh nhận mạnh insulin không làm được việc nhưng mà rất nhiều insulin sẽ làm được việc nhưng mà các em để ý một điều đó, đó là bệnh nhân đã thảo đường tiếp hái khi mà họ cân đến insulin rồi thì thông thường cái liều lượng insulin của bệnh nhân đã thảo đường tiếp hái thường là nó cao hơn rất là nhiều so với so với bệnh nhân bị đã thảo đường tiếp một bởi vì cơ chế như anh phân tích ở trên, bình thường á ví dụ như một đơn vị insulin nó đẩy được một đơn vị đường vào bên trong tế bào thì ví dụ như bệnh nhân bị đái tháo đường type 1 thì họ không có một đơn vị insulin đó, cho nên trong điều trị đái thảo đường type 1 á chúng ta chỉ cần bù lại một đơn vị insulin đó thôi. Nhưng mà bệnh nhân bị đái tháo đường type 2 á thì họ bị đề kháng với insulin, tức là giảm nhạy cảm với insulin. Ví dụ như, như họ bị đề kháng theo tỷ lệ là 3 một chẳng hạn thì họ phải cần tới 3 đơn vị insulin họ mới đẩy được một cái đơn vị glucose vào bên trong tế bào thì để mà duy trì đường mẫu á, thì tùy phải tiết ra gấp 3 lần cái lượng insulin bình thường nó tiết ra thì nó mới duy trì được cái đường mẫu ổn định và khi mà tùy nó suy rồi á, thì em phải tiêm gấp 3 lần cái lượng insulin bình thường mới có thể vượt qua được cái tình trạng đề kháng insulin và giữ cho đường mẫu của bệnh nhân ổn định cho nên thường là trong trường hợp của đại tháo đường tiệp 2, nhu cầu insulin của bệnh nhân bị đại tháo đường tiệp 2 có thể lên tới, có thể gấp 2 đến 3 lần so với cái nhu cầu insulin của bệnh nhân bị đại tháo đường tiệp 1. Thì ở những cái video sau chúng ta sẽ hỏi sẽ học về cái cách để điều chỉnh insulin nhưng mà thông thường ví dụ một bệnh nhân khoảng 60 kg chẳng hạn thì họ cần chừng khoảng 30 cho tới 40 đơn vị insulin mỗi ngày cho đại tháo đường tiệp 1. Nhưng nếu như một bệnh nhân bị đề kháng với mức độ là từ 3 đến 4 trên một giọng như anh nói ở trên, thì bệnh nhân đó phải cần đến từ 120 cho tới 160 đơn vị insulin mỗi ngày để cung tạo ra một đáp ứng sinh lý như trong đại thảo đường tiệp 1. Thì ở Mỹ, à, thì anh có rất là nhiều bệnh nhân mỗi ngày họ cần tới 300 đơn vị insulin là chuyện hoàn toàn bình thường. Và một bệnh nhân cần trên 200 đơn vị insulin là hoàn toàn bình thường đối với những cái bệnh nhân mà bị đề kháng insulin ở mức độ nặng. Tuy nhiên có một điều mà ADA nhận mạnh trong cái tài liệu của họ, đó là cái quá trình tiến triển của bệnh đại thảo đường là từ đề kháng insulin chiếm ưu thể đến thiếu hụt insulin chiếm ưu thể cho nên sẽ tới một cái giai đoạn nào đó, thì tùy của bệnh nhân nó sẽ trở nên là càng kiệt, đến mức là những cái thuốc uống và thuốc chích nó sẽ không còn đủ mạnh để mà kiểm soát đường huyết của bệnh nhân nữa và bệnh nhân sẽ cần đến chích insulin và kết quả trình tiến triển như thế này á, là một cái quả trình hiển nhiên và ADA muốn bác sĩ phải giải thích điều này cho bệnh nhân đó là có thể đến một cái giai đoạn nào đó họ sẽ cần đến insulin như trong đại thảo đường tiệp 1. Và khi mà bệnh nhân bị đại thảo đường tiệp 2 cần đến insulin á, thì không được xem nó là một thất bại trong điều trị mà phải xem nó là một cái điều hiển nhiên của bệnh nhân và phải nhận mạnh cho bệnh nhân là việc sử dụng insulin trong đại thảo đường tiếp hai là để giúp duy trì đường huyết một khi mà tiến triển của bệnh nó vượt qua cái ngưỡng mà cả cái liệu pháp điều trị khác không thể giúp duy trì đường huyết một cách ổn định được nha thì hy vọng các em hiểu đoạn đó <laughs> như vậy đó là những cái thể đại thảo đường chính thì chúng ta đã nói về đại thảo đường tiệp 1. Chúng ta nói về đại thảo đường thể lada Thực tế thì nó cũng không khác gì so với đại thảo đường tiệp 1. Đại thảo đường thể lada thì người ta còn gọi là đại thảo đường tiệp 1.5. Chúng ta cũng đã học về đại thảo đường tiệp 2. Chúng ta cũng đã học về đại thảo đường do các cái nguyên nhân khác là tùy. Thì dụ như là do suy tùy mạng tính viêm tùy mạng tính hoặc là bệnh sơ nán À, hoặc là viêm tùy màng do uống rượu bia quá nhiều thì người ta gọi đây là đại thảo đường tiếp 3C chúng ta có thêm một cái thể đại thảo đường người ta gọi là đại thảo đường thái nghẽn thì người ta định nghĩa là à, đại thảo đường được chẩn đoán trong thời kỳ thái nghẽn thường là thời điểm từ 24 cho tới 28 tuần của thai kỳ thì cái này hy vọng anh sẽ có một bài nói chuyện sau nhưng mà nó sẽ không được đề cập trong cái, cái trong cái chuỗi video này của anh và chúng ta còn có thêm một cái định nghĩa khác nữa, người ta gọi là đại thảo đường thể 1 đi. À, thì thông thường cái thể này anh ít thấy trên lâm sàng. Cái thể 1 đi này việc tắt của chữ Maturity Onset Diabetes of the Young. Mình dịch sang tiếng Việt là đại thảo đường tuổi trưởng thành khởi phát các người trẻ. Nói chung khi mà mình dịch như thế này thì nó rất là khó hiểu. Tới sang cái đoạn tiếp theo thì anh sẽ giải thích cụ thể hơn cho các em về cái đại thảo đường thể 1D này. Thì đại thảo đường thể 1D thì đây là một cái giữa nhóm của một cái nhóm lớn hơn người ta gọi là monogenic diabetics. Mình dịch sang tiếng Việt là đại thảo đường, đại thảo đường đơn gen. Đại thảo đường đơn gen thì có nghĩa là đại thảo đường do một cái bột đột biến gen nào đó. Trong đại thảo đường đơn gen thì người ta chia thành hai nhóm. Một nhóm người ta gọi là neonatal diabetics mình dịch sang tiếng Việt là đại thảo đường sơ sinh nghĩa là những cái trường hợp mà những cái đứa trẻ sinh ra được chẩn đoán đại thảo đường lúc dưới 6 tuổi lúc dưới dưới 6 tháng tuổi và trong trường hợp này á, thì nguyên nhân thường á, là do các cái đột biến gen và đây là cái thể thường gặp hơn trong hai thể này nó chiếm tới 85% các cái trường hợp của đại phẩm của đại thảo đường đơn gen một nhóm thứ hai người ta gọi là thể mốt đi đặc trưng là cái tình trạng đại thao đường nó xuất hiện ở người trẻ thường là chẩn đoán dưới 25 tuổi thường thì khi mà mình cho bệnh nhân xét nghiệm cả cái từ kháng thể đặc trưng của đại thao đường tiếp 1 á thì nó sẽ sẽ ấm tính và cái cơ chế bệnh sinh gây ra cho cả hai nhóm này á đó là cả cái bệnh lý di truyền trội trên nhiễm sắc thể thường chỉ cần có một gen thôi thì bệnh nhân sẽ biểu hiện bệnh cho nên người ta mới gọi là đại tháo đường à, đơn gen nó chúng thì chẩn đoạn cái đại tháo đường thể một đi này nó rất là khó và trong trong hầu cả cái trường hợp á, thì bệnh nhân sẽ được chẩn đoạn nhầm sang đại tháo đường tiệp 1 hoặc đại tháo đường tiệp 2 và muốn chẩn đoạn cái thể đại tháo đường này á, thì phải có những cái trung tâm lớn có khả năng sang lọc được đột biến gen của bệnh nhân cơ chế chúng của Bệnh lý này đó là sẽ có những cái gen khác nhau nó sẽ bị ảnh hưởng và với mỗi gen bị ảnh hưởng thì người ta sẽ đặt tên cho nó bằng một cái tiệp khác nhau đối với đại thảo đường đường gen thì những cái gen này nó rất là phức tạp còn đối với đại thảo đường thể mốt đi thì có ba gen nó thường hay bị ảnh hưởng đó là đó là gen chi phối cho cái C, uh, GCK tức là việc tác của glucose kinase ở uh, gen cho hạt NF1 alpha và uh, gen chi phối cho hạt NF4 alpha thì trước đấy người ta thường hay đặt tên ví dụ như là một đi một là uh, gió do đột biến của hạt NF4 alpha uh, GPK GCK thì người ta gọi là một d hai hạt NF1 alpha thì người ta gọi là một d 3 À, nhưng mà giờ thì người ta có xu hướng là người ta ghi luôn là ví dụ như là GCK 1D hoặc là HNF 1 alpha 1D hoặc là HNF 4 alpha 1D. Có rất là nhiều các cái gen khác nữa nhưng mà đây là ba cái thể thường gặp của 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 thể 1D này. Những cái gen này á, là những cái gen nó có thể liên quan tới cái sự phát triển của tế bào beta của tủy hoặc là những cái gen điều hòa hoặc là những cái gen liên quan đến những cái uh, quá trình nhạy cảm của tế bào đảo tùy và insulin hoặc là những cái gen uh, liên quan tới cái sự tiết insulin của tế bào beta của đảo tùy. Thì cái gen hnf NF bộ não phá thì đây là một cái gen nó nằm trên nhiễm sắc thể số 20. Gen này nó có ở gan và ở tùy cho nên người ta mới đặt tên cho nó là hepatocyte nuclear factor bộn à, alpha thì ta là hạt NF4 alpha thì khi mà bị kiểm khuyết cái gen này á, nó sẽ làm giảm đáp ứng của glucose lên tùy thì các em nhớ á, thì thông thường glucose nó có nhiệm vụ là nó sẽ điều hòa kết quả trên bài tiết insulin của tùy khi mà glucose tăng lên nó sẽ kích thích tùy tiết insulin và khi mà glucose giảm xuống thì tùy nó sẽ giảm tiết insulin thì để mà các em hiểu cái, cái thể đại thao đường này như thế nào thì anh cho các em ví dụ ở bên này chẳng hạn ví dụ một người bình thường á thì khi mà cái đường màu đỏ nó trên 7 mm trên lít á thì nó sẽ kích thích tùy tiết cái insulin tùy nó sẽ nhân cảm được cái đường màu của bệnh nhân tăng và nó sẽ tiết ra insulin để đưa đường màu xuống nhưng mà khi bệnh nhân bị đột biến cái gen hnf 4 alpha này á thì tùy nó sẽ kém nhân cảm với với glucose hơn đường máu nó sẽ phải tăng lên trên 8 mm trên lít chẳng hạn thì tùy nó mới nhận cảm được là đường máu tăng rồi nó mới đưa rồi nó mới tiết insulin để mà mà đưa đường máu xuống cho nên là đường máu của bệnh nhân luôn luôn là nằm trong phạm vi là dưới 8 mm trên lít không phải là vì bệnh nhân bị đá tháo đường tiệp 1, cũng không phải là bệnh nhân bị đá tháo đường tiệp 2, mà chẳng qua là tùy của người này nhận cảm glucose dưới 8 mmol trên lít là bình thường mà thôi. Còn cơ thể người bình thường thì nhận cảm glucose dưới 7 mmol trên lít là bình thường. Thì cơ thể người bị đột biến hạt NF4 alpha này glucose thường là nó dưới 8 mmol trên lít. Thì đường mẫu của bệnh nhân bị hạt đột biến hạt NF4 alpha này thì thường xuyên là nó nằm trên ngưỡng chẩn đoạn đái tháo đường nhưng mà thông thường là nó sẽ không tăng lên quá cao vượt quá 8 mmol trên lít bởi vì tùy của họ vẫn tiết insulin bình thường và họ vẫn họ không có cái tình trạng đề kháng ở cơ quan đích các em hiểu vấn đề chưa cho nên thông thường thì họ được chẩn đoán đái tháo đường nhưng mà đái tháo đường thường nó không còn không còn nặng và trong trường hợp này thường điều trị thì mình chỉ cần cho bệnh nhân thay đổi chế độ ăn chút xíu và nếu cần thì chúng ta có thể cho bệnh nhân uống cái thuốc sulfonylureas để mà làm tụy nó tăng tiết insulin lên mà thôi, các em hiểu vấn đề chưa? Hoặc là một cái trường hợp khác đó là như ta gọi là khiếm khuyết của glucose kinase. Thì glucose kinase này đây là một cái enzyme uh, có ở tế bào của tụy, nó có nhiệm vụ là chuyển glucose thành glucose phosphate và nó cái quá trình này sẽ giúp cho glucose được giữ lại ở bên trong tế bào thông qua các cái chu trình chuyển hóa khác để mà tạo ra năng lượng. Và cái glucose kinase này á, nó được xem như là một cái enzyme nhận cảm glucose của tùy. Có nghĩa là khi mà glucose nó tăng lên thì cái glucose kinase này sẽ có nhiệm vụ là kích thích tùy tiết insulin. Và thông thường thì nếu như mà cái glucose kinase này mà nó bình thường á, thì tùy sẽ tiết insulin khi mà đường mẫu của bệnh nhân vượt qua cái ngưỡng là 5 mmol trên lít, tức là khoảng 90 mg trên dl. Nhưng mà trong trường hợp những cái bệnh nhân mà họ bị đề họ bị đột biến cái gen mà chi phối cho cái glucose cái này này á thì cái glucose này này nó sẽ trở nên cảm nhạy cảm và cảm đáp ứng với cái tình trạng tăng đường mẫu. Nghĩa là nó sẽ không kích thích được tùy tiết insulin cho đến khi đường mẫu của bệnh nhân tăng lên ít nhất là từ 7 cho tới 8 mmol trên lít, tức là chừng khoảng 126 cho tới 144 mg trên dl. Cho nên thông thường á à, cũng tương tự như trong trường hợp đột biến kỳ hạt anh 4 alpha có nghĩa là đường mẫu của bệnh nhân thường nó tăng lên trên ngưỡng bình thường nhưng mà thường nó chỉ tăng ở mức độ nhẹ và nhưng mà nó tăng trương diện nó cũng sẽ không nặng đi và, và bệnh nhân cũng sẽ được chẩn đoán đại thảo đường nhưng mà thông thường thì bệnh nhân chúng ta không có triệu chứng gì cả. Và thông thường những cái trường hợp như thế này á, thì thường là bệnh nhân thường họ được chẩn đoán một cách tinh cơ, ví dụ như họ đi khám sức khỏe chẳng hạn. Chứ ít khi nào mà những bệnh nhân này mà phải nhập viện vì cả cái triệu chứng của tăng đường huyết. Và thông thường những cái bệnh nhân như thế này á, thì họ rất là ít bị cả cái biến chứng liên quan tới tim và mạch mẫu do đại thảo đường tiếp 2. Và thông thường những cái trường hợp như thế này thì chúng ta không cần phải phải điều trị gì cả chỉ cần là cho bệnh nhân thay đổi lối sống à, em nghi ngờ những cái trường hợp này nếu như em thấy một bệnh nhân họ không thỏa mãn tiêu chuẩn để chẩn đoán đại tháo đường tiệp 1 cũng không thỏa mãn tiêu chuẩn của chẩn đoán đại tháo đường tiệp 2 và thường là những bệnh nhân này sẽ có tiền sự gia đình bị đại thảo đường theo di truyền trồi trên nhiễm sắc thể thường tức là thường những bệnh nhân này họ có à, gia đình là bị đại tháo đường nhiều thế hệ nha và thường là họ được chẩn đoán lúc lúc trẻ tuổi thì con hạt ánh ẹp và một ánh phá thì nó cũng tương tự như vậy đây là một cái gen điều hòa liên quan tới cái à, quá trình kích thích à, à, tùy tiết insulin nên khi mà chúng ta bị đột biến cái gen này á, thì bệnh nhân sẽ giảm tiết insulin và bệnh nhân cũng sẽ bị tiểu đường và điều trị cái À, tiếp này thì thường chúng ta cũng sẽ cho bệnh nhân dùng urias cũng như là thay đổi à, chế đoán à, kích thích tuyến tiết insulin. thì đây là toàn bộ những cái gen liên quan đến đại thao đường đơn gen của ADA nó khá là phức tạp. thì ADA người ta nhận mạnh ba điều liên quan đến đại thao đường đơn gen thứ nhất đó là như như em thấy một đứa trẻ sơ sinh dưới 6 tháng tuổi mà được chẩn đoán là đái tháo đường á thì em phải cho bệnh nhân xét nghiệm gen để mà chẩn đoán đái tháo đường sơ sinh hoặc là gửi đứa trẻ này sang một cái chuyên gia tư vấn về di truyền thứ hai những đứa trẻ và người lớn á nếu như mà được chẩn đoán đại tháo đường tiệp 1 hoặc đại thảo đường tiệp 2 nhưng mà không có những cái dấu hiệu điển hình của hai bệnh lý này và đặc biệt là nếu như mà họ có một cái tiền sự gia đình bị đại thảo đường qua nhiều thế hệ, nha, tức là khả năng là di truyền trội để nhiễm sắc thể thường, thì những người đó cũng nên được chuyển qua, cũng nên được xét nghiệm gen hoặc là gửi sang các cái chuyên gia di truyền để mà chẩn đoán đại thảo đường thể 1 đi. Thì anh lại ví dụ như trường hợp một bệnh nhân đại thảo đường tiệp 1, em chẩn đoán là đại thảo đường tiệp 1 à, lúc 20 tuổi, mà đường mẫu của bệnh nhân lúc nào nó cũng nằm trong giới hạn là từ 7 cho tới 8 mm trên lít, nó không bao giờ tăng lên quá cao. Em cho bệnh nhân xét nghiệm cả cái từ kháng thể điển hình của đái tháo đường tiệp 1 mà nó cũng cũng ấm tĩnh. Em cho bệnh nhân tiêm insulin thì mới tiêm có liều thấp thôi thì bệnh nhân là bị hạ đường huyết. Tức là trong trường hợp này không phải là đái tháo đường tiệp 1 điển hình, bệnh nhân cũng không biểu phí nhưng mà gia đình thì có ông nội, bà rồi à, chị bị đại thảo đường chẳng hạn nhé à, thường là trong độ tuổi từ 20 đến 30 mươi à, tức là di truyền trội cho nhiễm sắc thể thương thì đây là một cái trường hợp điển hình mà em phải gửi sang chuyên gia di truyền để mà loại trừ khả năng bệnh nhân bị đại thảo đường thể một đi thì đó là toàn bộ à, những cái thông tin về đại thảo đường đơn gen một cái chủ đề mà người ta cũng thường hay nói đó là liên quan tới phân biệt giữa đái tháo đường tiếp 1 và đái tháo đường tiếp 2. Thì thông thường sau khi mà em đã chẩn đoán một bệnh nhân bị đái tháo đường xong rồi á, thì bước tiếp theo mình sẽ làm đó là mình sẽ cho bệnh nhân chẩn đoán đái tháo đường tiếp 1 hay là đái tháo đường tiếp 2 bởi vì nó sẽ ảnh hưởng đến điều trị cho bệnh nhân. Đái tháo đường tiếp 1 thì thông thường mình chỉ điều trị bằng insulin đơn thuần còn đái tháo đường tiếp 2 thì mình có thể sử dụng thuốc uống và cũng có thể sử dụng insulin. Đái tháo đường tiếp 1 á thì thông thường á, là nó gặp ở người trẻ cái mốc mà mình thường hay sử dụng đó là dưới 40 tuổi còn đại thảo đường tiếp hai thì thường là gặp ở những cái người lớn tuổi và cái mốc mà mình thường hay dùng đó là là 40 tuổi khởi phát của đại thảo đường tiếp một thì thường nó diễn ra đột ngột nghĩa là tùy của bệnh nhân thông thường là bị phá hủy một cách nhanh chóng và bệnh nhân sẽ bị thiếu hụt insulin tuyệt đối và thường bệnh nhân sẽ có cả cái triệu chứng cổ điển của đại thảo đường ví dụ như là ăn nhiều, uống nhiều, tiểu nhiều, gây nhiều. Và nhiều bệnh nhân còn phát hiện bệnh là vì họ biểu hiện cái um, toàn kê đại thảo đường, tức là diabetic ketoacidosis. Còn đại thảo đường tiếp 2 thì cái cơ chế là do đề kháng với insulin như anh phân tích ở trên. Nó diễn ra một cách từ từ, có khi là từ 10 đến 20 năm sau sau khi mà bệnh nhân xuất hiện cái tình trạng đề kháng insulin. À, thì bệnh nhân mới biểu hiện cái bệnh đái tháo đường tiếp 2. Cho nên nó diễn ra từ từ và thông thường là bệnh nhân sẽ phát hiện một cách tình cơ khi đi khám sức khỏe. Thứ ba là thể trạng. Thì thông thường là đái tháo đường tiếp 1 thì thông thường là bệnh nhân họ gây vì họ không có cái hội chứng chuyển, chuyển hóa. Còn đối với đái tháo đường tiếp 2 á, thì đây là do cái tình trạng thừa năng lượng kéo dài cho nên thường nó sẽ gặp ở những cái bệnh nhân bị thừa cân và béo phì. Toán kế tốn đại thảo đường thì thường gặp ở ở đại tháo đường tiếp 1 hơn so với đại tháo đường tiếp 2. Tuy nhiên thì em nhớ là toán kê tôn đá tháo đường vẫn có thể gặp ở bệnh nhân bị đại tháo đường tiếp 2 vì cái giai đoạn nặng của đại tháo đường tiếp 2 thường là tùy nó cũng sẽ bị suy và không tiện insulin cho nên nó không khác gì so với đại tháo đường tiếp 1. Các cái từ kháng thể như anh nói ở trên cũng có từ kháng thể kháng uh, uh GAT65 tức là glutamate acid decarboxylase uh, kháng thể kháng insulin, kháng thể kháng IA2 và IA2 beta và kháng thể kháng gene transporter 8 tức là kháng thể kháng kinh vận chuyển kẹp số 8. Thì thường là nó gặp trong đại thảo đường tiệp 1 mà nó không gặp trong đại thảo đường tiệp 2. Và đại thảo đường tiệp 2 thì thường là nó sẽ nó thịnh hành hơn so với so với đại thảo đường tiệp 1 nha. Nó chiếm tới từ 90 cho trở 95% các cái trường hợp đại thảo đường ở nước Mỹ. Còn đại thảo đường tiếp 1 thì nó chỉ chiếm từ 5 cho tới 10% mà thôi. Có một cái câu hỏi khác được hay được đặt ra đó là chúng ta có nên định lượng cả cái từ kháng thể của đại thảo đường tiếp 1 khi mà chúng ta chẩn đoán đại thảo đường tiếp 1 hay không? Thì thông thường á, trên lâm sàng thì trong hầu hết cả cái trường hợp cái ranh giới để mà chẩn đoán đại thảo đường tiếp 1 và đại thảo đường tiếp 2 nó khá là dễ dàng thì em chẳng em sẽ chẩn đoạn luôn bệnh nhân bị đại tháo đường tiệp 1 hoặc bệnh nhân bị đại tháo đường tiếp 2 mà không cần phải định lượng các cái từ kháng thể. Tuy nhiên sẽ có một số tình huống, chẳng hạn như em gặp một bệnh nhân trong độ tuổi từ 15 tới 20 tuổi chẳng hạn, nhưng mà BMI của bệnh nhân đó lên tới 35 cho tới 40. Thì trong trường hợp đó, chúng ta chẩn đoạn bệnh nhân đại tháo đường nhưng mà ranh giới để chẩn đoạn đại tháo đường tiệp 1 và đại tháo đường tiệp 2 nó sẽ không rõ ràng. Bệnh nhân này khá là trẻ thì em có thể chẩn đoán đái tháo đường tiệp 1. Nhưng mà bệnh nhân này lại bị béo phi nặng, cho nên cũng có thể là đái tháo đường tiếp 2. Cho nên trong trường hợp này thì thông thường các em phải định lượng kháng thể để mà chẩn đoán phân biệt. Và trên thực tế, nếu như mà có điều kiện thì người ta khuyên là các em nên định lượng các cái từ kháng thể tại thời điểm chẩn đoán đái tháo đường tiệp 1 cho tất cả là cho tất cả bệnh nhân, đặc biệt là bệnh nhân bệnh nhân trẻ tuổi nếu như muốn định lượng à, đặc biệt là các em muốn định lượng cái kháng thể kháng insulin á, thì các em phải định lượng tại thời điểm chẩn đoán bởi vì sau khi mà các em bắt đầu điều trị bằng liều pháp insulin ngoài sinh rồi á, thì kháng thể kháng insulin nó có thể xuất hiện sau chừng 10 cho tới 14 ngày sau khi tiếp xúc với insulin ngoài sinh cho nên mình phải định lượng insulin ngoài sinh trước khi điều trị bằng insulin nếu như em muốn định lượng cái à, xét nghiệm kháng thể kháng insulin có thêm một cái xét nghiệm khác nữa đó là cái xét nghiệm định lượng cái nồng độ insulin và peptide C. Thì trong cái cấu trúc của insulin nội sinh á, nó có một cái thành phần người ta gọi là thành phần peptide C. Thành phần này nó có trong cái pre pro -insulin và pro -insulin. và khi mà nó nó ra ngoài mẫu á, thì cái cái peptide C này nó sẽ bị bị cắt ra và pro -insulin, nó sẽ tạo thành insulin cái peptide C này á, nó chỉ có trong insulin nội sinh mà nó không có trong insulin ngoại sinh. Cho nên nếu như mà chúng ta định lượng cái peptide C này á, thì nó sẽ cho chúng ta một cái cái nhìn chính xác về cái lượng insulin nội sinh mà tùy của bệnh nhân tiết ra. Và thông thường thì cái nồng độ của insulin và peptide C này nó cũng biến động trong ngày giống như là glucose à, phụ thuộc vào cái lượng insulin do tùy tiết ra để mà đáp ứng với cái cái tình trạng à, về về cái nồng độ glucose trong máu. Cho nên thông thường chúng ta sẽ định lượng cái, cái nồng độ insulin và peptide C này tại thời điểm là bệnh nhân đói, giống như là định lượng glucose màu đói. Trong trường hợp bệnh nhân bị đã thảo đường tiếp 1 á, thì thông thường cái, cái, nồng độ insulin và peptide C này thường nó sẽ thấp hơn rất nhiều khi mà so sánh tương quan với nồng độ glucose máu Tức là em sẽ thấy nồng độ glucose máu của bệnh nhân nó sẽ tăng lên rất là cao nhưng mà cái nồng độ peptide C này nó có thể thấp hoặc là bình thường. Còn trong đại thảo đường tiếp 2, như anh phân tích ở đoạn đầu, đó là khi mà có cái sự đề kháng insulin xảy ra thì tùy sẽ bù trừ bằng cách tăng tiệc insulin lên. Cho nên trong đại thảo đường tiếp 2, thông thường khi mà em định lượng thì em sẽ thấy cái peptide C và insulin này thường nó sẽ tăng lên rất là cao. Và khi mà định lượng Peptic C thì các em chú ý là chúng ta không nên định lượng tại thời điểm cơn tăng gluco mẫu cấp hoặc là khi mà bệnh nhân có các cái dấu hiệu của ngộ độc đường. Tức là không nên định lượng tại thời điểm chẩn đoán. Lý do vì sao? Vì trong hầu hết những cái trường hợp khi mà bệnh nhân có cái gluco mẫu tăng lên quá cao thì nó sẽ tạo ra một cái người ta gọi là hyperglycemic stress người ta gọi là stress tăng đường mẫu nó sẽ dẫn đến là nó sẽ ức chế tùy tiệc insulin. Cho nên nếu như mà em định lượng kịp bạp tiệt C khi mà đường mẫu của bệnh nhân tăng lên rất cao trong đợt cấp, người ta gọi là ngộ độc đường thì kịp bạp tiệt C đó nó luôn luôn, luôn luôn thấp. Cho nên thông thường là mình sẽ phải đợi cho đến khi nào bệnh nhân phục hồi đường mẫu nó trở về bình thường thì mình định lượng sau, mình không cần, không cần phải vội. Thì anh có cái sơ đồ như thế này để mà giúp các em trong trường hợp em chẩn đoạn không rõ ràng. Nếu như em có một bệnh nhân à, em chẩn đoạn đã thảo đường dưới 40 tuổi thì đầu tiên là em sẽ xem có thử là bệnh nhân có bị béo phì hay không. Trong trường hợp bệnh nhân có bị béo phì thì em nghi ngờ là bệnh nhân bị đã thảo đường tiệp 2 nhưng mà không chắc chắn. Thì lúc này em sẽ cho bệnh nhân định lượng insulin và peptide C lúc đói nếu như mà nó tăng cao thì mình sẽ sẽ chẩn đoán bệnh nhân bị đại tháo đường tiếp 2. Và nếu như mà nó giảm thấp thì khả năng là bệnh nhân bị đại tháo đường tiếp 1. Lúc này chúng ta sẽ cho bệnh nhân định lượng cả cái, cái từ kháng thể. Nếu như mà cả cái từ kháng thể nó dương tính thì chúng ta chẩn đoạn bệnh nhân bị đái tháo đường tiếp 1. Nếu như mà các cái từ kháng thể nó ấm tính thì bệnh nhân có thể bị tại bị đái tháo đường tiếp 1. Thể vô căn tức là idiopathic type 1 diabetics hoặc là bệnh nhân bị bị thể mốt đi thì lúc này em có thể hỏi thêm về tiền sự gia đình nếu như mà bệnh nhân có tiền sự gia đình di truyền trồi trên nhiễm sắc thể thương á thì em gửi bệnh nhân sang trung tâm sản nghiệm gen để mà chẩn đoán đại thảo đường thể mốt đi trong trường hợp bệnh nhân không bị béo phì á thì khả năng cao là bệnh nhân của chúng ta bị đại thảo đường tiếp 1 trong trường hợp này em sẽ cho bệnh nhân định lượng kháng thể nếu như mà cả cái từ kháng thể này nó dương tính thì chúng ta sẽ chẩn đoán đái tháo đường tiếp 1 cho bệnh nhân. Nếu như mà cả cái từ kháng thể này ấm tính thì khả năng cao là bệnh nhân bí bị đái tháo đường tiếp 2. Lúc này chúng ta sẽ cho bệnh nhân định lượng peptide C và insulin. Nếu như mà nó tăng cao thì khả năng cao là bệnh nhân của chúng ta bị đái tháo đường tiếp 2. Nhưng mà nếu mà nó giảm thấp thì có thể là bệnh nhân bị đái tháo đường tiếp 1 thể vô cắn hoặc là bệnh nhân bị đái tháo đường thể một đi, em sẽ hỏi tiền sự gia đình của bệnh nhân và nếu như bệnh nhân có cả cái à, tiền sự gia đình di truyền trội để nhiễm sắc thể thương bị đái tháo đường thì em phải gợi sang chuyên gia di truyền để xét nghiệm gen như vậy thì đó là toàn bộ nội dung về những cái thể đại tháo đường